Xin chào anh em, hôm nay tôi có trên tay một cái quạt bàn nhé, của Anibai, hãng này của Trung Quốc, model là ALL2909. Con này cả thùng thì nó nặng là 2,2 cân, còn cái quạt nó nặng 0,8 cân. Kích thước đây 26 x 19 x 26,8. Con này hãng nội địa Trung nhá. Quạt này thiết kế rất là hay, tích điện luôn. Để tôi mở cho anh em xem. Đây, đóng gói rất là chắc chắn, hai lớp thùng. Mở hẳn thùng ra, nhất hẳn thùng ra. Nhất hẳn này. Đây, thùng bên trong rất là đẹp nhá. Đây, ok, mở đi. Đây, bên trong sẽ đóng gói như này. Anh em ở xa vận chuyển cũng thoải mái, an toàn, không sợ vỡ bẹp đâu. Đây, lồng quạt này, lồng quạt đóng sẵn luôn. Đây, chân quạt này. Bên trong một sách hướng dẫn sử dụng nhé, mình không cần quan tâm về sách hướng dẫn sử dụng này. Rồi, tôi sẽ lắp lên cho anh em xem cái nó hay ở chỗ nào. Đây cái đế của nó này. Đây là cái chân quạt này, đây, đây lắp này vào. Đầu tiên mình lắp cái đầu thân quạt này vào cái đầu quạt. Lắp dễ. Mình chỉ mất khoảng độ 2-3 phút là sẽ lắp được ngay. Có mỗi cái chốt thôi. Sau đấy mình kẹp cái này vào chân quạt, mở kẹp vào. Đây, chúng ta sẽ có một cái quạt bán tích điện. Đây, đây có bán tích điện nhá. Bật tắt đằng sau này, anh em vặn đây bật tắt này. Đấy, quạt khá là mát. Đây, số nhỏ bật số to lên. Đây, anh em nhìn. Đây, số mạnh này. Khỏe phết đấy nhá. À, anh em nhìn. Nhìn cái ly lông này nó bay là biết đúng không? Đấy, khỏe phết nhá. Con này thì nó không có túc năng, nó chỉ có cố định thôi, không có túc năng nhá. Đây, anh em nhìn này. Nó cao khoảng 36 phân. Đây, hơn một gang tay, gần 2 gang tay của tôi. 36 phân, gần 2 gang tay, để trên bàn làm việc được. Và mình đi dã ngoại, đi du lịch được. Đây, khi mình đi dã ngoại nhá, thì mình muốn treo lên thì mình sẽ làm như này. Gỡ cái đế ra, bóp gỡ cái ghế ra. Đây, nó rời như này, mình treo lên trên cao. Mình muốn treo lên cao đúng không? Đấy, cứ kẹp vào đây. Mình sẽ tìm một cái vị trí đó, mình treo, mình kẹp nó vào. Đấy, kẹp bất kỳ, đấy. Mình sẽ kẹp lên tường như này. Hay không? Sẽ thành cái quạt treo tường luôn. Vừa là quạt bàn, mà vừa là quạt treo tường. Đấy, rất cơ động nhá. À, kẹp chỗ khác, tháo đi cơ động, kẹp chỗ khác mà. Đây, kẹp vào đây đi mà. Đây, mình kẹp vào bất kỳ, vì cái rất chắc chắn. Cái cổ này mình có thể di chuyển được. Mình chỉnh được cái cổ này, ngược lên, ngược xuống. Đấy. Em kẹp chặt đi, kẹp hẳn lên trên đi. Đấy, ok chưa? Đấy, mình muốn chỉnh lên thì bắt chặt nó vào. Bắt chặt, siết cái cổ này vào. Đây, bạn ngửa lên đi, ngửa đầu lên. Đấy, siết chặt ngay vào. Đấy là xong. Đấy, thành quạt treo tường. Rất là mát nhé. Đấy, giờ biến thành quạt bàn này. Rửa đi, lại tháo xong đi. Kiếm biến thành quạt bàn nhé. Lại kẹp vào cái này phát là xong. Đấy, lại dựng xuống đất. Lại thành một cái quạt bàn. Ok chưa? Rất hay nhá. Đẹp, mát, tiện, thiết kế đẹp luôn. Lồng này bằng kim loại, lồng bằng kim loại hết nhá, lồng sau thì bằng nhựa nhưng mặt trước là bằng kim loại, chắc chắn. Mát anh em ạ, à, mát. À. À, cho các ông xem, siêu mát, phê lắm. Con này tích điện, sạc cổng micro nhá, anh em dùng cái pin dự phòng cũng được, đây này, không cần cắm vào điện này 220V, đây, sạc, nó đi kèm một cái cáp mà cổng micro rồi, để cắm đây xong, 5V 1A, anh em dùng cái pin dự phòng cũng được. Còn nếu mà muốn sạc mà dùng nguồn 220V thì cắm qua cục sạc điện thoại là xong. Cắm vào nguồn 220V. Đấy. Siêu đa năng, siêu đa tiện dụng. Đấy, anh em vào chốt thì nhanh tay.